Hello, xin thân mến chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình lại đi hoàn thành nốt cái ao đây. Ở cái video trước vừa mới đăng lúc trưa nay thì mình có đăng một cái công chiếu một cái video hôm qua mình làm, và mình đắp bờ này ấy. Thì đến bây giờ thì mình đã làm xong rồi. Thì có một video thì mình có đăng ở kênh máy xúc nhỏ còn vỏ trái đất, thì cũng là mình đắp bờ, nhưng cái video đấy mình đắp bờ cái đoạn ngoài này. Thì còn cái đến cái video này thì mình sẽ làm hoàn thiện nốt cái này nhá, làm hoàn thiện nốt cái này và rút máy lên đây. Ok, anh em cùng theo dõi mình làm nhá. Đây nhá, cái đường máy ra nữa mình sẽ rút lên đây. Mình có quăng lên một ít đất thừa lên kia rồi, thì bây giờ mình sẽ lên mình kéo cái bùn nó thừa xuống lên đây này, xong sau đó là mình san ở đằng kia giật về, xong là mình lên đây, trong đó mình lấp đất lại nửa vậy nữa là xong. Ok, đấy, cái này bây giờ mình sẽ kéo lại nhá, quăng lại một ít này, đấy, quăng để đây bởi vì chỗ này nó đang trũng mà, tí nữa mình dồn về đến đây, xong là đi đằng kia xa nốt chỗ kia, không kéo cái rút về đây lên đây là nữa là xong. Ok, bắt tay vào công việc này. Cái ao này thì nó chắc là nó khoảng hơn 2 sào đấy, à nó khoảng gần 2 sào, chắc phải hơn 1 sào. Thì là nó là cái lớp bùn này ngày trước nó là trên mặt ruộng này, do mình là nó sâu quá mình không đắp được, cho nên là mình phải cào nó đi để xong bây giờ cho xuống dưới này để lúc mình còn san ra. Đấy, bây giờ mình như này là mình san ra nữa là xong, gạt ra cho nó tương đối. Cái bùn này thì sau này nó sẽ chảy ra thôi, tức là nó sẽ san đều ra. Khi mà bác chủ nhà bác ấy thả cá hay làm cái gì đấy thì nó sẽ có nước vào thì nó sẽ san, nó sẽ đều ra, sẽ tự động nó khác đều ra. Bây giờ mình cứ làm nó tương đối. Đây, bây giờ cái chỗ này kéo xuống nhá. Đấy, kéo xuống này. Đây nữa. Cái bùn này thì nó bây giờ nó rơi vào khoảng 3-40 phân rồi anh em ạ. 3-40 phân bùn ở cái này luôn. Ok, rồi lại tiếp nhé. Chỗ này thì lát nữa mình sẽ xuống cho một ít vào góc kia nữa. Đấy, còn cái này thì mình cứ kéo kéo cho nó dần ra đến đây. Kéo kéo dần dần nó xuống đây. Đây, còn cái chỗ rút máy này lát nữa mình sẽ rút lên đây. Ok, gạt phẳng chỗ này nó ổn rồi, tôi gạt phẳng ra nhé. Chỗ này nó thiếu này, chỗ nào thiếu thì mình gạt vào, không quan trọng là nó có phải là đấy đó. Cho cái ở trong này nó cao hơn một tí cũng được, bởi vì là để cho nó khỏi bị, cho nó khỏi ngâm nước vào cái đấy mà. Ngâm nước vào cái bờ này thì mới đầu đắp cái này thì nó chưa tốt, bởi vì nó chưa đông cứng lại. Mai kia nó đông, nửa tháng sau nó đông cứng lại thì đến lúc đấy này thì ngâm thoải mái, không có cái vấn đề gì đâu. Ok nhá, bây giờ mình sẽ xuống đằng dưới này, mình sẽ tiến xuống đằng dưới này. À, cái bùn này nó rất là dày này, khi vào đây san cái chỗ bùn này vào trong làm ít, cho vào sát sát chỗ bờ này đi. Đấy, chỗ thừa này nhá, thừa này thì mình có thể là mình san luôn vào cái chỗ hõm hõm này. Đấy, chỗ hõm này mình sẽ san vào đây. Ok, đó là gạt ra, nó phẳng ra. Cái này thì mình sẽ cho cái bùn nó vào bên trong trong cái mép mép kia đi.
lại cái chỗ này nhá. Cái này thì bây giờ mình sẽ san vào đây này. Rồi vào đây. San cho nó sơ sơ qua như vậy. Ok, mình sẽ lùi lại nhá. Kéo cái bùn này về nhá, cho nó ra ra vào chân này đi. Bùn này ra vào chân này, để cho nước nó khỏi ấy vào cái ấy này mà. Kéo cái này về. Cái này nó ba bên nó là ao là ruộng hết rồi, cho nên là bác chủ nhà bác ấy không dồn được cái gì nữa, cho nên bác ấy phải là cuốc ao ở đây. Một mình bác chủ nhà có hai ao dưới này rồi, dưới này có hai cái luôn mọi người, cá to lắm mà là chăn không hết được ấy. Mà bây giờ người ta lại làm cái bên này, chiều nay mình cuốc ở đây nữa, thế là coi như kiểu là hết đấy luôn, không còn đường đi ra, máy bay mấy việc người ta không vào đây nữa, thế là bắt buộc ông phải cuốc. Ok, bây giờ mình sẽ lùi vào đây nhá, xong rồi để tiến cái men lên đây, xoay máy tiến cái men lên. Đúng máy vào đây mà tiến cái men lên này, tạm ở đây để còn kéo cái bùn này về nữa. Mình sẽ làm một cái lỗ ở bên ngoài để cho nước nó đọng ở bên ngoài nhé. Còn ở trong này thì sẽ không cho nước vào đây. Nước vào đây nó sẽ lở mất cái bờ. Đấy, mình sẽ cho nước nó ra cái hố ở chỗ này. Cho thành một cái hố ở ngoài này. Trũng ở ngoài này. Để cho nó chảy hết ra ngoài này đi. Trũng thành một hố ở đây. Ok, cái này bây giờ mình sẽ cao giật đây nè. Lùi lại nhá. Lên đây này. Nó có bùn thì nó hơi trơn một tí, nhưng mà do cái này nó thấp thì không sợ. Tí nữa mình chống gá nó lên cái chỗ cứng này, xong rồi mình đủ nó lên. Mình gá lên đây xong rồi mình pi lên, xong mình đủ lên là được. Kéo lên được. Cái này nó cứng mà. Ok, mình quay lại cho nào. Cái chỗ nào nó có thừa thì mình kéo cái bùn nào. Kéo cái bùn này lại để cho nó lõm vào kia nhá. Cái bùn này kéo về. Ok, mình sẽ đủn máy lên. Chống ở xa thì dễ hơn, nhưng mà do cái này nó hẹp cho nên là mình cứ chống ở gần đây thôi. Thường thường thì chống ở xa nó sẽ khỏe hơn. Đấy. Mọi người thấy không? Cái bùn nó dồn hết về đây thì cái nước nó lại chảy hết ra ngoài kia rồi. Cho cái nước nó chảy hết ra ngoài kia đi. Cái này mình sẽ để ở đây. Ok, san thẳng nó ra. Đấy nha mọi người. Thấy nó, mọi người thấy nó thành cái ao chưa? Đấy. Cái này là xong thành một cái ao luôn.
Ok. Đây tiếp này. Giờ mình nhét cái này nào. Để cái này vào. Dí qua cái bờ nhé, dí qua cái bờ đi. Dí qua cái bờ đi. À, miết qua dưới chân này một tí. Chân này mình miết qua tí nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cuốc cái đất này vào này. À, cái đất hôm nay lúc sáng là mình cuốc lên đây nhé. Bây giờ mình sẽ cuốc vào trong này. Đây nó là đất khô. Mọi người thấy cái ao nó có đẹp không? Trông nó cũng khá là đẹp. Ở dưới này thì nó có một cái ruộng nữa, chiều nay thì mình sẽ xúc, mà đến chiều thì mình mới quay cái video được. Bây giờ thì nó cũng là khá là muộn rồi. Chung là video của mình thì mình quay thì nó hay bị chậm hơn, mà chiều làm thì tối mình về mình mới làm edit được. Có thể hôm trước quay hôm sau mình mới đăng video được. Nên là anh em xem thì nhiều khi video đăng vào buổi trưa nhưng mà đến buổi tối thôi, nó là của ngày hôm trước cơ. Bác xem buổi trưa nhưng mà rõ ràng là trong khi đó nó là buổi chiều. Đấy, nên là nó video nó bị chậm mất. Ok. Đấy, cái lượng đất này mình quăng lên đây là nó cũng vừa đủ nha anh em nhé. Này thì nó lăn nó bị dí xong là nó sẽ phẳng ra thôi. Đây có cái bờ của nó đây. Cái bờ của nó thì mình moi để hở cái bờ nó ra. Đây nó có cái cây cọc đây. Mình đóng lại cái cây cọc. Đóng lại cái cọc nhé. Ok. Thì hở cái cọc này ra để cho mai kia bác chủ nhà bác ấy dễ phân chia ranh giới, không có đến hai đến lúc là hai ruộng lại cãi nhau. Ok. Ở trên này nó thừa này, gạt nó xuống này. Cái nào nó rơi xuống ruộng thì mình có thể thấy nó đi được. Đó là cái ruộng trên này không đào cho nên là thiếu đất thì mình có thể lấy ở cái ruộng trên thì mình đắp ở đây vẫn được. Sáng nay mình cái bác chủ nhà bên này bác ấy ra bảo đào rồi mà. Đến đây một tí nhá. Mà cái này mình chỉ cần mét hết cái này là ổn rồi. Hết cái lượng bùn này lên là nó không thiếu bao nhiêu nữa. Đấy. San phẳng ra. Bóc nốt cái bùn này lên. Ok. Nó hơi thiếu nha, mình vứt lên đây. Cái này nó thừa đất này.
làm gì. Ok, cái này thì ở trong thì nó hơi xấu một tí nhưng mà thôi thì chấp nhận thôi, bởi vì là nó là cái cuối mà cả cái bờ này nó chỉ có mỗi cái này thôi. Lát nữa mình sẽ gọi là mình vét qua đi thì vậy là ok. Mình sẽ lùi lại để mình quét quét qua đây trong nhé. Chung là nó hơi lệch, hơi méo đấy. Cái của giờ 15 bây giờ cũng đi về được không? Đây là cái chỗ bờ nó này, bờ này mình có thể vào đây. Ok, cái này nó đã xong. Thì mình xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nhá. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều điều vui. Mọi người xem video nếu mà thấy hay, mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và nhớ là hãy comment cái ý kiến của mình bên dưới video này. Ok, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Bây giờ mình sẽ cắt máy vào đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Rồi, xin chào tạm biệt.